chương trình nhằm tìm ra những ý tưởng táo bạo, những sáng kiến khả thi để có thể là giúp hiện thực hóa giấc mơ, giúp cho 10 triệu người Việt Nam sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. Quyết tâm chịu đựng. Chào mừng các anh chị đến với vòng chung kết chương trình Thương vụ triệu đô. Đây là một cái khán phòng cho tất cả các doanh nhân thuyết phục các sát để đầu tư vào thương vụ của mình. Sát Hà, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh AA Việt Nam. Sát Phúc, Cố vấn cấp cao Bộ phận Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý. Sát Uyên, Giám đốc cấp cao Bộ phận Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý. Và Sát Hải, Giám đốc cấp cao Chiến lược AA Việt Nam. Liệu rằng là cái niềm tin của mọi người nó có thực sự là đi cùng hướng với anh hay không? Và đâu là cái rủi ro trong các quá trình? Vậy thì mình xử lý cái đó như thế nào để đạt được cái chuyển đổi từ những con người tới tham dự? Cái mức độ mà anh có thể convert những người này sang thành khách hàng sau 6 tháng 1 năm thì nó phải như nào? Thì đây nó sẽ tạo một cái nền tảng và cái sự đột phá trong văn phòng của Quảng Bình. Các sát sẽ nghe các doanh nhân là giám đốc văn phòng tổng đại lý sẽ trình bày về những chiến lược, về những mục tiêu làm sao để nâng cao chất lượng tuyển dụng cũng như là xây dựng lực lượng chuyên viên tư vấn đẳng cấp số 1 thị trường. Xin mời các anh chị cùng đón xem nhé.